trong dịp cuối năm này cũng là một thời gian vàng để các cặp đôi tổ chức lễ cưới của mình. Và khi nhắc đến hôn lễ thì chúng ta phải nghĩ ngay đến hình ảnh đó là những chiếc nhẫn cưới, đúng không chị Vân Anh? Hồi đó không biết mà lúc mà chị cưới thì chị mất khoảng thời gian bao lâu để chọn ra được một cái chiếc cặp nhẫn cưới ưng ý của mình? Thực ra thì nếu như mà tính tổng thời gian thì mình nghĩ rằng là cũng khá là dài, bởi vì là vợ chồng Vân Anh thì cũng khá cầu kỳ trong những khoản mà thiết kế cho hôn lễ. Và với nhẫn cưới thì chúng ta có rất là nhiều những lựa chọn. Nhanh nhất là chúng ta sẽ đến những cửa hàng và chọn những mẫu có sẵn theo tư vấn của những người bán hàng. Thế còn vợ chồng Vân Anh thì đầu tiên là tham khảo những cái mẫu đẹp mình ưng ý trên những cái app từ là Pinterest này, từ Instagram, từ Facebook hay là search Google, và sau đó từ những mẫu đó chọn những cái chi tiết ưng ý của một số mẫu. Và sau khi mà đã trao đổi với nhau thì bắt đầu là nhờ một cái bạn thiết kế nhẫn cưới là mình thích những chi tiết này của những cái chiếc nhẫn này, và sau đó thì nhờ bạn ý sẽ tạo ra một cái chiếc nhẫn cưới mà hai vợ chồng đều cảm thấy hài lòng. Và sau khi mà có nhẫn cưới rồi xong là còn phải trao đổi với nhau là chọn màu gì, bởi vì hồi đó là có ba tông màu mà mọi người hay chọn, một là vàng, hai đó là vàng trắng, và ba là màu vàng đồng. Và riêng cái việc là chọn màu nào thôi thì cũng khiến hai vợ chồng cảm thấy đau đầu rồi. Thảo thì có vẻ là rất là đồng cảm với điều đó, đúng không? Dạ vâng. Em thì cảm thấy rằng khi mà chúng ta chọn nhẫn cưới, thực sự là đó là một cái minh chứng cho tình yêu và sự gắn kết bền vững đối với mỗi cặp đôi. Thì ai ai cũng mong muốn là mình sẽ chọn được một cái nhẫn cưới mà từ vợ đến chồng cũng đều đồng thuận và ưng ý với chiếc nhẫn của mình. Nên là với chị Vân Anh hay là Phương Thảo hay Khánh Phương thì khi mà chúng ta có những cặp nhẫn cưới thì thực sự rất là hạnh phúc khi mà chúng ta mang vào, đúng không ạ? Vâng, và thưa quý vị, có thể thấy là nhẫn cưới là một trong những lễ vật cũng rất là quan trọng trong ngày cưới của mình. Vì vậy mà từ lâu nó cũng đã trở thành biểu tượng của hôn nhân, kỷ vật trọn đời dành cho các cặp đôi, thể hiện sự gắn kết lâu dài, bền vững và không bao giờ chấm dứt. Chính vì vậy mà việc lựa chọn một chiếc nhẫn cưới làm sao cho thật phù hợp và trang trọng, thời thượng lại có giá cả hợp lý là một điều vô cùng cần thiết. Sau đây thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những xu hướng nhẫn cưới đẹp năm 2020 để quý vị và các bạn có thể tham khảo cùng bạn lời tương lai của mình có nhiều sự lựa chọn hơn. Chỉ còn hơn một tháng nữa, cặp đôi này sẽ quyết định về chung một nhà tổ chức lễ cưới. Ngày hôm nay, đôi bạn trẻ này muốn tìm kiếm cho mình một cặp nhẫn cưới hoàn hảo nhất. Có rất nhiều mẫu nhẫn dành cho cặp đôi uyên ương này lựa chọn trong mùa cưới năm nay. Mẫu nhẫn cưới trơn thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng và hiện đại, hoặc những mẫu nhẫn cưới dành cho nam đơn giản sang trọng, nhẫn cưới dành cho nữ đính đá mềm mại. Mình thích những cái mẫu nhẫn mà trơn, sang trọng, đơn giản, có điểm một chút kim. Những cái mẫu mà nhìn làm sao cho tức là tay mình có thể trông nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng vẫn toát lên được vẻ sang trọng. Năm nay, với nhiều biến động do dịch Covid-19, nên thị trường trang sức cưới tại Việt Nam trở nên sôi động trở lại vào thời điểm cuối năm. Bởi vậy, các doanh nghiệp sản xuất chế tác vàng bạc đá quý cũng tung ra nhiều mẫu nhẫn cưới cập nhật theo xu hướng nổi bật trên thế giới để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, tùy vào điều kiện, các cặp đôi có thể lựa chọn nhẫn cưới có giá trị từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Với những thiết kế trang sức cưới dẫn đầu xu hướng mới nhất năm 2020-2021, Bảo Tín Minh Châu gửi đến các đôi uyên ương bộ sưu tập nhẫn cưới Hạnh Phúc Bất Tận. Bộ sưu tập nhẫn cưới Tình Khúc Vàng. Bộ sưu tập nhẫn cưới Mảnh Ghép Hoàn Hảo. Bộ sưu tập nhẫn cưới Hai Tâm Hồn Đồng Điệu. Bộ sưu tập nhẫn cưới Mãi Mãi Một Tình Yêu. Mỗi bộ sưu tập đều mang lại cho các cặp đôi những cảm xúc riêng khi đeo trên tay. Đặc biệt, các bạn có thể đặt chế tác nhẫn cưới theo ý tưởng riêng cùng sự tư vấn từ hàng ngàn mẫu nhẫn phong cách trẻ trung, bền chắc, tinh xảo, chất lượng đỉnh cao được yêu thích trong nhiều năm qua. Các bạn trẻ nên lưu ý rằng nên lựa chọn những trang sức nhẫn cưới ở nơi uy tín, chọn mặt ử vàng để đảm bảo sản phẩm đủ hàng chất lượng khác nhau. Bảo Tín Minh Châu mang đến chương trình ưu đãi đặc biệt trong mùa cưới 2020-2021, chương trình mua nhẫn cưới vàng trúng quà sang. Khách hàng mua nhẫn cưới tại Bảo Tín Minh Châu từ ngày 1 tháng 12 năm 2020 tới ngày 31 tháng 3 năm 2021 sẽ được nhận phiếu bốc thăm may mắn để có cơ hội trúng nhiều giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị giải thưởng lên tới 85 triệu đồng.